Em mến chào cô chú anh chị và các bạn. Và buổi trưa hôm nay em chúc cô chú anh chị và các bạn được có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là một chiếc xà lan chở đá về Bến Tre này các bạn. Quay mặt đoạn video cho các bạn nhìn xem. Có những chiếc xà lan nói thành hàng đi trên kênh chùa gạo rất là nhiều các bạn. Xà lan này của Đồng Tháp nè các bạn. Đây có một chiếc xà lan màu xanh rất là đẹp luôn các bạn, đang chạy về dàn chị Hương này các bạn, mới mất 3 mét rồi các bạn. Mắt sơn màu đỏ rất là đẹp luôn. Xà lan này mới đóng 2020 các bạn. Và đây có một chiếc xà lan của Cần Thơ nè các bạn, chạy rất là lẹ luôn tại dòng sông. Hôm nay là vào buổi trưa nước lớn nè các bạn, nước lớn đây giờ chạy về hướng Bến Tre rất là thuận nước luôn các bạn, nên xà lan chạy rất là lẹ luôn. Có một chiếc xà lan của bến xe chở thùng hàng container chạy về hướng chân cầu Chợ Gạo nè các bạn, và chạy về Long An. Và đây có một chiếc chở dầu rất là lớn luôn các bạn, cabin ngoài trước rất là cao luôn, và có một chiếc xe chạy tới nước luôn, có mấy anh ngồi trên ghe ăn cơm mà các bạn.
chợ dầu này của Sài Gòn rất là lớn luôn các bạn. Chợ Thuận Hàng container này của Sài Gòn này các bạn, rất là nhiều xà lan chợ Thuận Hàng container của Sài Gòn chạy ngang kênh Chợ Gạo luôn. Xà lan đá chạy thành hàng với nhau luôn các bạn. Những chiếc xà lan đá này chạy về Bến Tre là các bạn. Trưa hôm nay nước lớn, rất là nhiều xà lan đá chạy các bạn. Xà lan này chở đá mi trắng rất là đẹp luôn. Chiếc xe chạy rất là lẹ luôn các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh miền Tây.